Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho anh em tham gia một chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 200.000 USDT token MFC các bạn. Đây là một cái sáng chain của NFT các bạn. Để tham gia game này các bạn click phần link mô tả dưới video của mình, các bạn mở cái link form các bạn rồi bấm start các bạn. Sau khi start code su anh em thì các bạn điền họ và tên của mình thôi các bạn. Mình tên Quỳnh Văn Anh thì mình ghi họ của mình vào các bạn. Quỳnh Văn Anh nè các bạn. Rồi các bạn bấm OK nha các bạn. Sau khi test và last name thì các bạn ghi họ của bạn nha các bạn. Cái này họ và tên không cần quan trọng lắm các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn nha các bạn. Pit name, last name mà nãy mình ghi họ tên luôn. Các bạn ghi tên họ cũng được, ghi giống mình cũng được. Rồi các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào các bạn. OK. Reset website. Rồi bấm continue các bạn. Các bạn xem qua website của nó. Rồi các bạn chọn đáp án này bạn. Đáp án thì cũng để dưới phần link mô tả cho các bạn đấy bạn. Đây thì đáp án mình MFC XNFT. MFC NFT đáp án thì các bạn chọn câu B người bạn. Rồi các bạn chọn vô câu B. Tiếp tục thì quá siêu tổng cung của nó là có 1 triệu tốc cần các bạn. Câu A các bạn. Quá câu 3. Rồi các bạn chọn 700 S các bạn. MFC rao. Câu B. How many tờ các bạn chọn số 4 câu D nha các bạn. What's your BNB deposit thì các bạn chọn 0.02 nha các bạn. What is 2000 thì các bạn chọn second zipperman của an nha các bạn. Câu này là trăm phát phán các bạn, để mình lục lại cái bán các bạn. Rồi câu số 10 này các bạn chọn trăm the action from đăng phi xeo các bạn. 6 mòn các bạn, câu A các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow tờ Twitter và đi lại tờ ghi lại username Twitter thì các bạn nhấp vào follow tờ Twitter các bạn. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi, các bạn like và tờ tweet là một cái các bạn. Các bạn test lại nè. Rồi các bạn bắt đáp lại nha các bạn. Các bạn điền ra đây username tờ Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Nó còn memo của anh. Rồi tất cả các bạn gõ bấm OK các bạn nha. Tiếp tục bằng request link dưới hashtag này, bằng copy hashtag này các bạn. Từ chữ này nè các bạn. Nhấp away nè, rồi bạn sao chép nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vô đây các bạn. Các bạn nhấp vô đây thì các bạn hồi nãy mình đã tạo quyết thì các bạn hoàn tất tạo quyết lên các bạn. Rồi bấm qua hoàn tất tất lại nè. Rồi các bạn chỉnh dẫn như tờ quýt nha các bạn. Rồi các bạn bắt hát tát vào. Rồi các bạn bấm vào mục tất lại nha các bạn. Sau khi bấm vào mục tất lại thì các bạn mở tờ Twitter mình ra lại nè. Rồi thì các bạn vào trang mở tờ Twitter của mình, vào ba cho bên cùng các bạn chia sẻ lại cái bài các bạn tờ quýt này nè. Rồi các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Sau khi sao chép liên kết xong thì các bạn mới đắp lại dự án nè. Các bạn bắt đường link retweet ở đây nè. Các bạn OK nha các bạn. Tiếp tục các bạn join kênh Telegram group của nó, rồi các bạn điền lại username nha các bạn.
các bạn nhấp vào đây nè, bạn join nha các bạn. Trên Telegram thì bạn join vào nhóm chat nha các bạn. Rồi sau khi các bạn join vào nhóm group xong thì các bạn bắt up lại nha các bạn. Các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. À, còn anh 4 số 1. Rồi bấm ok tiếp tục nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn cũng cho follow kênh channel gần ghi lại username tiếp tục nha các bạn. Trên tờ channel nó thì bạn bấm dùm follow nha các bạn. Rồi sau khi bấm dùm follow xong thì các bạn mới đắp lại nè. Các bạn điền lại username Telegram mình tiếp tục. Telegram của mình thì các bạn nhấp vào ba dấu gạch bên cùng, các bạn vào setting, các bạn copy username Telegram mình nha các bạn. Những trang mạng xã hội đó khá là đơn giản các bạn. Đây cộng anh 4.1. Rồi bấm ok nha bạn, 5.1 là tiêu. Tiếp tục cái mục này là cái mục quan trọng các bạn. Các bạn gỡ địa chỉ với BNB Smart Chain các bạn. Trên với chocolate thì các bạn mở địa chỉ chocolate của mình ra nè. Các bạn có thể gỡ địa chỉ ETH trên với chocolate, nhưng các bạn nhớ backup 12 chuỗi bộ mặt qua bên với chocolate nha, qua mạng BNC Smart Chain các bạn. Rồi các bạn sao chép nè. Rồi các bạn bắt từ đây. Rồi bạn bấm ok nha bạn. Rồi cái mục UCF này thì các bạn điền giùm mình là A cộng anh 4.1 các bạn. Rồi bạn bấm nút submit xong nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này giveaway ăn chia tổng giải thưởng lên đến 200.000 đô tốt cận mở FT đến đây cũng kết thúc. Mình cũng cảm ơn các bạn đang theo dõi video của mình và mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.